Bạn ơi, hôm nay chúng ta cùng tô chiếc cốc kem này với mình nhá. Thì mình sẽ tô bánh với que này, muốn không? Tiếp theo sẽ tô lông mày mắt. Kem mình sẽ để màu hồng. Tôi là cây. Nước hoa là chất màu xanh, nước biển. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.